Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa ông bà, kính thưa quý vị, các thân quyến gần xa. Mẹ chúng con là bà Trần Thị Minh Tâm, pháp danh Tuệ Ân, nguyên quán Thừa Thiên Huế, đã mãn duyên trần thế, rủ xả nguyện thân từ trần vào lúc 23:20 ngày 18 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 9 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 67 tuổi. Linh cữu được hoàn tại địa chỉ số 247A trên 40A Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thể theo chương trình tang lễ đã ấn định, vào lúc 11:00 ngày 19 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 6 năm Tân Sửu là lễ nhập quan. Lễ động quan diễn ra sau đó vào lúc 7:00 ngày 20 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 11 tháng 6 năm Tân Sửu. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Tang quyến chúng con kính cảm tạ các ông bà, chư vị quan khách cùng thân quyến đã không ngại khó khăn trong thời gian này, đã an ủi và sẻ chia nỗi buồn của tang quyến chúng con. Cung trời biển mẹ đây có kể, bao nhọc nhằn tiếp kế đến nay, mồ hôi thánh thót lún cày, cho con cơm trắng đêm say giấc nồng. Công sanh thành của cha mẹ như trời cao biển rộng, nhưng chúng con chưa đủ duyên đáp đền cho cam. Thế rồi trên lộ trình sanh lão bệnh tử của kiếp người, mẹ kính yêu của chúng con đã rời xa, để lại bao sầu bi và thương nhớ trong lòng chúng con. Mới ấy mà mẹ đã đi rồi, lòng con se sắt lệ tuôn rơi. Ngày xưa hoa đỏ nay hoa trắng, nỗi nhớ về mẹ khó nào vơi. Mai này tháng 7 mùa vu lan, người người vui nhận cánh hoa đỏ, riêng con nhận về cánh hoa trắng với ánh mắt buồn nỗi cảm thông. Trong tâm trạng đau buồn khôn xiết của toàn thể con cháu trong gia đình trước sự ra đi của mẹ là bà Trần Thị Minh Tâm, chúng con cảm thấy được an ủi khi thân quyến gần xa đã chung về an ủi và đồng chú niệm để hương linh người mẹ của chúng con được an nghỉ. Chúng con nguyện cầu thập phương chư Phật gia hộ cho quý vị được vuông tròn công đức, thân thể an khang, phước báo viên tròn. Đồng thời cầu nguyện cho hương linh mẹ chúng con được nhẹ nhàng dạo gót Tây phương cảnh, rủ nghiệp tai mà du cõi lạc cảnh. Chúng con xin trích vành khăn tang ngậm ngùi tiễn đưa người mẹ hiền về phương xa. Nam Mô A Di Đà Phật.
còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Cư gia lộ số 247/A40A, Kim Dì Trai chủ nhân thu ông Nguyễn Hữu Hùng, Hiếu Nam Nguyễn Hữu Phạm Vĩ, Hiếu nữ Nguyễn Thị Phương Vi, Nguyễn Thị Thì Văn, cháu nội tôn Nguyễn Ngọc An Nhi, cháu ngoại tôn Nguyễn Hoàng Bảo Long, Nguyễn Thì Tâm. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 6 Kim Dì Tăng, trai chủ thiết lập đàn tràng kỳ siêu chi lễ nhập quan thọ phục tăng lễ chi nghi, quá giảng hương linh tấn danh bà Trần Thị Minh Tâm, hưởng thọ 67 tuổi, giảng sanh ngày mùng 9 tháng 6 Tân Sửu mất lúc 11:20 tối. Hương linh trượng thừa Phật lực, trượng thừa pháp lực, trượng thừa tăng lực, tính pháp chân kinh, tốc xã mê đồ xin sanh tịnh độ kỳ an, hiện tiền trai chủ bình an lợi lạc, tăng phước tăng thọ kiếp tường như ý, ngưỡng vọng hồng ăn chư Phật chứng minh. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải ngót kiên kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Ma Tát nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển thất lưng, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tùy Phật học, củ giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phật gia hồi hướng, chi tâm lãnh lễ nam mô tặng hương không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, chư tôn pháp, chư hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Chí tâm lãnh lễ nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Đà công Phật, đại chiến nhân thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, chư sư Bồ Tát. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Con em cho anh có.
tháng 6 Tân Sửu, mất lúc 11 giờ 20 phút tối. Hương linh cung tụ thính pháp văn kinh linh thính kinh văn Bồ Tát. Linh thính kinh văn Bồ Tát, linh thính kinh văn Bồ Tát, Thôn Địa Tạng Minh Vương Bồ Tát. Ma Tát Tam Mộng Tam Quân Tam Thanh Triệu Thỉnh Nhất Hành Nhất Bộ. Gián nhập đàn tràng hương linh trượng thừa Phật lực tinh pháp văn kinh thọ tài hưởng thọ tăng chủ. Phương chân tinh chiên có quế tặng nguyên trừ linh thử đàn tràng tắp thanh tịnh tịnh pháp chế chân ngôn án lam tó ha, án lam tó ha, án lam tó ha. Nhất sái thành phục có tan cho Phật chứng minh, nhị sái thành phục có tan dông hồn cho Dương Tự Tại, tam sái thành phục có tan trai chủ Trăng Long Phước Thọ. Nam mô Phật Bồ Tát Bồ Tát, Nam mô Phật Bồ Tát Bồ Tát, Nam mô Phật Bồ Tát Bồ Tát, cho thành chúng con bơ cung mong xá bà sáng, xá bà sáng, xá nhẹ nhẹ cũng được ba lần. Rồi xong rồi. Chân ba chẳng thấy minh tâm, thọ tam uy pháp danh tội ăn quên sanh ất mùi hưởng thọ 37 tuổi. Đại hẹn lâm chung ngày mùng chinh tháng 6 Tân Sửu, nhất vị chánh hồn hương linh lai tụ chứ án tiền. Thinh pháp văn kinh thọ tài hưởng thật linh linh kinh văn Bồ Tát, linh linh kinh văn Bồ Tát, linh linh kinh văn Bồ Tát. Tăng giảm tỷ cô công dung vô tăng vô thọ tưởng hành tinh vô đèn nhị tỷ tỷ tăng ni vô tăng tinh hương nhị tinh tăng vô đèn vô đại di vô hiên cúng trà châm tâm trà đây ấm trà cứ nghe trà châm mới được trà châm điểm trà hiến trà nam mô cam lô không ngồi đi cô đừng quỳ con quỳ quá lát cô đứng lên hỏi rồi nam mô cam lô dương bồ tát nam mô cam lô dương bồ tát nam mô cam lô dương bồ tát ma tác lễ hương lên vậy nha bái nhất tâm phụng thỉnh đây bát cơm đầy các con kính dâng lên mẫu thân ơi đây ngọc dưới đây lòng đây tình còn lòng trong ta thiết một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con xá bà xá. Bỏ lên đi. Rồi xong cô để lên rồi. Để anh đứng lên để chén cơm là như cũ anh mời bà dùng cơm. Nam mô tan bà đang đa đa bà đồ đi đi an tam bà đa đa bà đa hồng nam mô tan bà đang đa đa bà đồ đi đi an tam bà đa đa bà đa hồng nam mô tan bà đang đa đa bà đồ đi đi an tam bà đa đa bà đa hồng nam mô tu luôn. Tiết lễ kỳ siêu hành phục phát tan cúng cơm viên mãn tan chủ hộ lễ hương linh lễ tất tứ la bán lại bốn lại linh an tọa linh sàng tự tại linh an tọa linh sàng tự tại linh an tọa linh sàng tự tại. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru
quạng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bác mãi đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Xin chào ông nội. Chồng em, con khóc cho mấy gì? Quạng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bác mãi đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm lai đáo đàn tiền chứng minh trai chủ nhân phu ông Nguyễn Hữu Hùng, hiếu hoa nam Nguyễn Hữu Phạm, vĩnh hiếu nữ Nguyễn Thị Phương Vi, Nguyễn Thị Thị Văn, cháu nội con Nguyễn Ngọc An Nhi, cháu ngoại con Nguyễn Hoàng Bảo Long, Nguyễn Thị Tâm, hôm nay ngày 11 tháng 6 kim dị tan gia hiếu yến thiết lập đàn tràng kỳ siêu cao kỷ điện di quan quả tán tại trung tâm Bình Hưng Hòa. Qua giảng hương linh tánh danh bà Trần Thị Minh Tâm, pháp danh Tuệ Ân, quận sanh ấp Mùi, hưởng thọ 67 tuổi, đại hạn năm chung ngày mùng 9 tháng 6 Tân Sửu, mất lúc 11 giờ 20 phút tối. Ngũ vương ngũ đế lai đáo đàn tiền thính pháp danh kinh thọ tài hưởng thực thì từ gia hộ giữa hương chi tình thị niên tai làm thì nhân công bác nhân lợi nhân thiên đa xá hai xá. Cái này chưa có giấy tiền, bé ít cái tiền nữa. Nam mô tam bà đang tam bà ra bà ngồi dưới đây tam bà đang ngồi chị còn sách cho anh chị. Phụ phẩm độ chúng sanh quay đức dương cùng cực ngã kim đại quy y sám hối tam nghiệp tội, hàm hữu chư phước thiện chí tâm dụng hồi hướng, nguyện đồng niệm Phật nhân cảm ứng tùy thời hiện lâm chung tây phương cảnh, phân minh tại mục tiền kiến dân giai tinh tấn đồng sanh cực lạc quốc. Kiến Phật liễu sanh tử như Phật độ nhất thiết, vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu, thề nguyện độ chúng sanh tổng giai thành Phật đạo. Tư thời Tân Sửu niên thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận, phường 11, Quỳnh Văn Bánh, cư gia lộ số 247/40A, kim dì trai chủ nhân phu ông Nguyễn Hữu Hùng, hiếu hoa nam Nguyễn Hữu Phạm, vĩ hiếu nữ Nguyễn Thị Phương Vi, Nguyễn Thị thì Văn, cháu nội tôn Nguyễn Ngọc An Nhi, cháu ngoại tôn Nguyễn Hoàng Bảo Long, Nguyễn thì Tâm, hôm nay ngày 11 tháng 6 Tân Sửu kim dì tan gia hiếu quyến thiết lập đàn tràng thì xin cáo kiện điện di quan quả tán tại trung tâm Bình Hưng Hòa. Quá giảng hương linh tánh danh bà Trần Thị Minh Tâm, pháp danh Tuệ Ân, quân sanh đất Mùi, hưởng thọ 67 tuổi, đại hẹn lâm chung ngày mùng 9 tháng 6 Tân Sửu, mất lúc 11 giờ 20 phút tối. Phương linh trượng thừa Phật lực, trượng thừa pháp lực, trượng thừa tăng lực, thính pháp dân kinh đốc xã mê đầu xuyên thanh tịnh độ kỳ an hiện tiền, tan gia hiếu quyến bình an lợi lạc, tăng phước tăng thọ kiếp trường như ý, ngưỡng vọng hồng ăn chư Phật chứng minh.
với hương định hương giữ huệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng câu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp lưng, thất giả thỉnh Phật chủ lễ, bát giả thường tỳ Phật học, cũ giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Chí tâm lãnh lễ Nam mô Tạng Như Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai thập phương chư Phật, chư tôn pháp chư hiền thánh tăng thường trụ bảo. Chí tâm lãnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điền ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, đại trí văn thù xin lợi Bồ Tát, đại hạnh hộ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm lãnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn hương linh đạo sư A Di Đà Phật, đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Pháp danh tài an quân sanh nắp mùi hướng thọ 67 tuổi đại hạn lâm chung ngày mùng chinh thang sáu tăng thủ nhất vị chi tránh hồn di quyền tam động tam quân tam đăng chịu đến nhất hành nhất độ lai đáo đàn tiền thinh pháp văn kinh thọ tài hướng lực điểm trà hiến trà. Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát Ma Tát lễ nhị gia. Nhờ ơn chư Phật chứng đàn khai kinh, con hầu chư Phật chứng minh Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong, con nay cầu nguyện hết lòng cầu cho vong hồn từ mẫu thoát vòng khổ lưng mới là đáp được tham ăn. Ơn cao như nuôi nghĩa gần miệng cao, thần tâm khấn nguyện cúi đầu từ bi tiếp giảng sinh cầu giảng sanh, nguyện cho hồn được an lành, hồn về Cực Lạc đồng sanh sen vàng. Đồng chuyện cơ em tam bà đã làm bà cái hồng ảnh vô cố đô bà gia đang thang nga đa gia đang điện thang ăn cố đô bộ đô bán ra cố đô bán ra cố đô ta bà ngắm mô cố đô bà gia đang thang nga đa gia đang điện thang ăn cố đô bộ đô. Cư gia lộ số 247 trên 40A trung đẳng cư cung tụ thiên hưng tự chú hùng Phật tu hương tại gia chúc kim vị tính chủ nhân phu ông Nguyễn Hữu Hùng, Hiếu Nam Nguyễn Hữu Phạm Vĩ, tiêu nữ Nguyễn Thị Phương Vi, Nguyễn Thị Thị Văn, cháu nội tôn Nguyễn Ngọc An Nhi, cháu ngoại tôn Nguyễn Hoàng Bảo Long, Nguyễn Thị Tâm Hiệp và Tan Gia Hiếu Yến thiết lập đàn tràng kỳ siêu cao kiển điện Di Quang. Qua giảng hương linh tánh danh bà Trần Thị Minh Tâm pháp danh tệ An Quân sanh ất mùi hưởng thọ 37 tuổi giảng sanh ngày mùng 9 tháng 6 tăng sổ nhất vị chánh hồn hoạt nhật thời nhi trung ô hô tư giả kim hoàng thị nhật nga lâm kim gì chính chủ con hiền cháu thảo báo nghĩa báo đáp thiết lập đàn tràng kỳ siêu cao triển điện Di Quang quả tháng tại trung tâm Bình Hưng Hòa nhất vị chi chánh hồn minh trình khôn phủ đệ điện đệ đức từ dương trị hạ chuột mạng thiền tăng tụ du phúng tụng kinh văn kỳ sanh tịnh độ kim tắc đoạn chàng thân trình đại đức từ dương phán sức khổ lưng thị thanh lạc quốc tu chi điệp giả hữu điệp cấp vong hồn hương linh ấn danh bà Trần Thị Minh Tâm pháp qua danh tệ an hưởng thọ 37 tuổi minh trung thâu cấp tê thứ niên sơ lục quạt ra thập nhất nhật thời niên tăng thủ nhất Như Lai tâm trường Phật chứng minh thượng lai văn điệp diễn cụ vô tiên điệp đọc tại trước án tiền phủ lư thi quá cảnh dĩ kim ngăn phàn qua giảng thanh nguyên định chân ngôn bái Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận phường 11 Bình Văn Bánh cư gia lộ số 247 trên 42 nhất tâm phùng thỉnh thần hoàng bổn cảnh tứ vương thổ địa ngũ vương hậu thổ công thần đạo lộ lai đáo đàn tiền chứng minh trai chủ nhân phu ông Nguyễn Hữu Hùng Hiếu Nam Nguyễn Hữu Phạm Vĩ
thiếu nữ Nguyễn Thị Phương Vi, Nguyễn Thị Thị Văn, cháu nội tôi Nguyễn Ngọc An Nhi, cháu ngoại tôn Nguyễn Hoàng Bảo Long, Nguyễn Thị Tâm, hôm nay ngày 11 tháng 6, kim dì tan gia hiếu quyến thiết lập đàn tràng kỳ xin cáo kiển điện di quan, quả tán tại trung tâm Bình Hưng Hòa quá giảng Hương Linh, tánh danh bà Trần Thị Minh Tâm, pháp danh Tệ Ân, quân thanh ất mùi hưởng thọ 67 tuổi. Đại hạn lâm chung ngày mùng 9 tháng 6 tân sửu mất lúc 11 giờ 20 phút tối. Ngũ vương ngũ đế lai đáo đàn tiền thính pháp dân kinh, thì từ gia hộ dương chi tình thì điên trai làm thiền thanh đồng mang đứng nợ dân thiền ba giới quảng tăng di định chân ngôn nam mô a di đà bà già đà la già đà già đà đi già tha đi đi đô bà thầy a đi đi đà thắng nam bà thầy a đi đi đà đi đà thắng đế a đi đi đà đi đà thắng đế già di thị già già đà chi đà bà lại đà bà đà nam mô a di đà bà già đà la già đà già đà đi già tha đi đi đô bà thầy a đi đi đà thắng nam bà thầy a đi đi đà đi đà thắng đế a đi đi đà đi đà thắng đế đã như vậy già già ra chiến ra ca lại ta bà nam mô a di đà bà già ra ta già ra già ra đi già tha đi đi đô bà thầy đi đi ra nắng nam bà thầy đi đi ra đi ra nắng đấy đi đi ra đi ra nắng đấy già như già sao thì vô
pháp văn kinh cho hương linh tánh danh bà Trần Thị Minh tâm hết danh tuệ ăn quân sanh ấp mùi hưởng thọ 37 tuổi đại hạn lâm chung ngày mùng 9 tháng 6 tân sửu mất lúc 10:11:20 tối hương linh trượng thừa Phật lực kính pháp danh kinh tóc xã mê đồ xuyên sanh tịnh độ kỳ an hiện tiền tan gia hiếu quyến bình an lợi lạc tăng phước tăng thọ kiết tường như ý ngưỡng vọng hồng ăn chư Phật chứng minh phổ nguyện ân sư dương thơi pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật tiểu nhiên trần thế giới tây đàn bảo liên đài hiệp trưởng tế tôn tiền như lai thăng họ kính tang chủ kiền thiền khổ lễ hương linh lễ tắc tứ bái quỳ cũng lại bốn lại đây vương nhận thọ bạc liên khai những khấu địa tạng từ tôn giúp giảng vô hồ hương linh tánh minh tính danh bà Trần Thị Minh tâm pháp danh tệ an quân sanh hắc mùi hưởng thọ 67 tuổi đại hạn lâm chung ngày 9 tháng 6 tân sửu cũ cũ nên ta tiến hành tay nhắm mắt theo chiếc xe tang hai hàng ngựa trắng đi đầu rồi có một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều điệu đàn và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu rồi có ngày em không thương không nhớ em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn lạnh lùng sương phù trắng véo von côn trùng lắng thở dài
bạn thân ơi thôi rời xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên nhưng thờ đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Thân ơi thôi rời xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên nhưng thuở đây ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Tâm pháp chúng ta tại ăn quân sanh rất hồi hưởng thọ sanh bảy tuổi giảng sanh ngày mùng 9 tháng 6 tân trụ bắt lúc 11:20 tối. Phương Linh An vị tại gia số 247 trên 40A Quỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Phương Linh Hương Linh An vị tại gia thính pháp văn kinh. Linh A Linh A Linh A Linh A Độ Tăng, Linh A Linh A Linh A Linh A Độ Tăng, Linh A Linh A Linh A Linh A Độ Tăng. Đầu dị nơi ăn tam mà ra tam mà ra đầu mặn mô tăng tam mặn tăng a mà đầu dị nơi ăn tam mà ra tam mà ra đầu mặn mô tăng tam mặn tăng a mà đầu dị nơi ăn tam mà ra tam mà ra đầu mặn mô tô lô bà gia tại vậy. Nam mô Cam Lộ Dương Bồ Tát, Nam mô Bỉ Hương Ca Bồ Tát, Nam mô Giai Bảo Mạng Bồ Tát, Ma Ha Tát Ma Ha Tát Ma Ha Tí Đàn Tràng Viên Mãn Cung Tí Hương Linh Trai Bạc Thiết Lễ Kỳ Siêu An Vị Tại Gia Viên Mãn Tăng Chủ Hậu Lễ Hương Linh Lợi Tấp Tứ Hải Linh An Tọ Linh Sàng Tự Tại, Linh An Tọ Linh Sàng Tự Tại, Linh An Tọ Linh Sàng Tự Tại. Tựa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em,
như cát bụi lá ta mai này trông phai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho